Xin chào tất cả mọi người. Hôm qua có một bạn nam sinh năm 1991 có đặt lịch coi chỉ tay bên mình. Khi mình xem được cái mẫu bàn tay này thì thấy bàn tay này có rất nhiều điểm hạn chế cần phải thay đổi ở tính cách của chủ nhân mẫu bàn tay này. Vì thay đổi thì cuộc sống mới khá lên được, chứ mà không thay đổi cứ theo cái đà này sợ bàn tay này cuối cùng cũng chả nhận lại những điều gì tốt, kể cả về vấn đề sức khỏe cho lẫn tiền bạc cũng như chuyện hôn nhân. Sau đây mình sẽ đi phân tích rõ từng đường chỉ để cho mọi người cùng nắm bắt và nhìn vào đây có thể chiêm nghiệm ở chính bản thân. Mẫu bàn tay này khi ta nhìn tổng quan thì có một cái điều đặc biệt, các bạn thấy không? Đó là các vị trí ngón tay, ngón tay đeo nhẫn cưới này, và ngón tay giữa này, và ngón tay trỏ, tất cả các ngón tay này đều cong. Và đại kỵ nhất đó là vị trí số 1 này đây, ngón tay giữa. Nhiều những video khác mình cũng đã từng chia sẻ rồi, đại kỵ người nam hay người nữ nào mà có ngón tay giữa bị cong keo, vẹo vọ, không có ngay ngắn. Người mà sở hữu ngón tay này dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa nhưng mà rồi cũng chả gặp được may mắn và khó có thể làm lên được việc đại sự. Làm tới đâu sợ dễ gặp nhiều cản trở rồi thất bại tới đó. Vì thế, cái ngón giữa này nó có tầm ảnh hưởng quan trọng rất lớn đối với cuộc đời của cả nam giới lẫn nữ giới. Đấy. Vì thế, đại kỵ người nào mà xuất hiện ngón tay giữa bị cong keo, vẹo vọ, không có thẳng. Đấy. Mọi người thấy không? Đấy. Lại cả ngón tay áp út nữa, đấy, đeo nhẫn cưỡi nữa, cũng cong luôn. Đấy. Đó là dấu hiệu hôn nhân vợ chồng ở với nhau sẽ dễ xung khắc và dễ rầy rà đấy, bởi vì nó nằm ngay ngón đeo nhẫn cưới. Chính vì thế, khi ta nhìn sơ qua điểm đầu tiên ở các ngón tay cũng thấy rõ đây là mẫu bàn tay khó làm lên được nghiệp lớn, khó có thể thành công lớn được. Tiếp theo đó, mọi người có thấy rõ không? Cái mình khoanh tròn đây, đây chính là ngón cái. Mọi người thấy ngón cái của bạn nam sinh năm 1991 này có điều gì đặc biệt? Đó là cái đầu ngón tay cái này nó rất là tròn, như quả bi ve đấy, nó đầy luôn, nó tròn luôn. Người mà sở hữu đốt thứ nhất của ngón tay cái tròn sẽ là người bảo thủ, cố chấp, ngang ngược, cứng đầu. Một khi họ đã quyết định làm bất cứ một cái công việc gì thì họ làm cho tới cùng thì thôi. Dù người thân hay bất kỳ người nào cũng không thể nào tác động và lung lay ý kiến của họ được. Người mà sở hữu cái ngón tay cái mà như thế này, nếu mà đi theo được con đường đúng đắn thì sẽ dễ thành công, bởi vì họ quyết tâm họ làm bằng được. Nhưng mà nếu mà đi theo cái con đường sai hoặc là cái con đường không hợp với mệnh của mình thì sai lầm lại tiếp bước sai lầm. Và nhất là những người nữ giới, phụ nữ mà sở hữu cái ngón tay cái này to trù vù sẽ là người cứng đầu lắm và bảo thủ lắm, và phần lớn họ cũng phải đều lận đận trên đường tình cảm hôn nhân. Thì đây, mẫu bàn tay này có ngón tay cái lớn được đánh giá là người tính cách sẽ bảo thủ và sẽ cố chấp và hơi cứng đầu. Và nếu ta quan sát kỹ nữa, ở giữa lòng bàn tay đó là có một cái nốt ruồi đen đấy. Nốt ruồi đen rất hiếm nhé, không phải ai cũng có nốt ruồi trong lòng bàn tay đâu. Có người có nốt ruồi đen này, có người có nốt ruồi đỏ này. Đen thì nhiều hơn đỏ. Nốt ruồi đen ở các vị trí trên lòng bàn tay thì nó lại mang một cái giá trị khác nhau. Ví dụ ở ngón tay này thì sẽ mang giá trị khác này. Ví dụ ở vị trí này mạng sẽ mang giá trị khác này. Và nếu nó ở giữa bàn tay thì sẽ mang giá trị như thế nào và sẽ nói chủ nhân của mẫu bàn tay này ra sao, mình sẽ chia sẻ luôn. Bởi vì cái vị trí nốt ruồi này là nằm giữa bàn tay. Vị trí này được gọi là đồng hỏa tinh, sẽ là người có tính cách hơi nóng tính, kèm theo bảo thủ, cố chấp. Nhiều khi vì cái tính nóng mà làm hỏng việc, hư việc đại sự bất cứ lúc nào. Và tính cách của họ rất là cộc tính và hay cùn cáu. Vì thế, tính cách sẽ tạo lên con người. Chủ nhân của mẫu bàn tay này phải cần thay đổi tính cách lại. Chớ nên nóng vội trong tất cả mọi việc và chớ lên cùn cáu, chớ lên cộc tính. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề công danh, tiền tài, sự nghiệp, kèm theo hôn nhân. Phải cần sửa đổi cái tính này ngay, bởi vì đây là nốt ruồi đen thì nó sẽ mang cái giá trị xấu.
nếu nốt ruồi này càng to càng đậm bao nhiêu thì cái giá trị xấu nó lại càng tăng lên, đem lại xấu xa thêm bấy nhiêu. Vì thế chủ nhân của mẫu bàn tay này, nếu mà có xem được video này, hãy cần thay đổi tính cách của mình đi. Hãy sống chan hòa, hiền lành, hiền từ lại, làm cái gì thật là bình tĩnh, từ từ và không được nóng vội. Thì cuộc sống nó sẽ thay đổi và dần dần cái sự thành công nó sẽ đến. Chứ không, nếu mà còn cái giữ tính cách này thì thất bại sẽ nối tiếp thất bại. Tiếp đó ta sẽ phân tích đường chỉ trí đạo, cái mình khoanh đây. Đường chỉ trí đạo của người này khá đậm, rõ nét, thẳng, sẽ là người có trí tuệ thông minh, có đầu óc tính toán, học hành sáng suốt. Đấy, là người có trí tuệ sáng dạ chứ không phải là không. Nhưng mà nếu ta nhìn kỹ thì cũng có rất nhiều vết cắt nhỏ mờ mờ, nó không có lớn như lại mờ. Đấy, đó là dấu hiệu của người nóng tính, bảo thủ, cố chấp. Đấy, cũng là một cái dấu hiệu nữa. Vì thế mẫu bàn tay này cần phải uyển chuyển mà thay đổi đi. Và một đường chỉ nữa ta không thể bỏ qua, đó là đường chỉ sinh đạo, cái mình khoanh tròn đây. Đường chỉ sinh đạo này thì xuất hiện rất nhiều vết cắt ở đầu đường. Đó là dấu hiệu của người thời thơ ấu vất vả, bước ra đời hai bàn tay trắng, chả có gì cả, không nhờ ba mẹ, không nhờ anh em người thân gì, đều phải tự thân lập thân. Kèm theo đó nó chạy một quãng thì có một cái đường hướng xuống. Đấy là dấu hiệu làm sẽ không giữ được tiền, tiền bạc sẽ dễ ra. Mặc dù rất là chịu thương, rất là chịu khó, rất là cố gắng vô cùng nhưng mà cũng không giữ được tiền. Nếu ta quan sát ở phần giữa điểm đường sinh đạo này, cũng xuất hiện rất nhiều những cái đường chỉ tua rua hướng xuống. Đấy cũng là dấu hiệu khó tụ được của, khó giữ được tiền. Tay này là người thông minh, đấy, trí tuệ, chịu khó nhưng mà khó giữ được tiền, khó tụ được của. Vì thế số sẽ khó mà có thể thành công lớn được. Và ta cũng không thể bỏ qua một đường chỉ đấy, mọi người phải thật tinh mắt nhìn thấy. Đây mình khoanh tròn đây, đường chỉ định mạng hay còn gọi là đường chỉ số phận. Đấy, đường chỉ số phận của mẫu bàn tay này thì cái điểm xuất phát là ngay cổ tay. Cái điểm này xuất phát càng thấp bao nhiêu, gần sát cổ tay bao nhiêu, báo hiệu chủ nhân của mẫu bàn tay này ra đời càng sớm bấy nhiêu. Năm mười mấy, 20 tuổi đã biết bước ra đời, va chạm, trải sự đời và đã biết kiếm những đồng tiền đầu tiên. Còn vị trí này nó lại càng xuất hiện càng cao. Đấy, điểm khởi đầu nó càng cao thì sẽ là người bước ra đời càng trễ bấy nhiêu. Đấy. Tiếp theo nữa, đấy, trên gò thái âm xuất hiện một hai đường chỉ hướng lên. Đây là dấu hiệu người số phải đi xa lập nghiệp, xa xứ, xa quê. Và chủ nhân của mẫu bàn tay này cũng đã bật mí với mình rằng hiện tại đang làm việc ở nước ngoài, đi xa xứ. Người nào có đường chỉ du lịch chắc chắn số phải đi xa. Kèm theo đó ta có thể quan sát một chút về vấn đề chuyện hôn nhân để xem chuyện vợ chồng của họ ra sao. Thì chàng trai này đây có đường chỉ hôn nhân đây. Đường chỉ hôn nhân này nếu nhìn kỹ thì nó đậm nhưng mà nó lại ngắn, một đường hướng lên và một đường hướng xuống. Đấy, mọi người thấy rõ không? Đấy, đây là dấu hiệu hôn nhân vợ chồng cũng không có mấy hòa thuận, nhưng mà không có dấu hiệu đường nét nào nói là phải phân ly vợ chồng. Chính vì thế chủ nhân cơ mẫu bàn tay này sẽ có một cái cuộc hôn nhân vợ chồng hơi khắc khẩu nhưng mà vẫn sống được với nhau trọn vẹn, không có dẫn đến cảnh đó là chia tay. Và mẫu bàn tay này cũng phải cẩn thận một vài nét sau. Cái mình khoanh tròn này, mọi người có thấy rõ không? Có một cái đường chỉ nó chạy vào kẽ của ngón trỏ và ngón giữa. Đấy, đây là dấu hiệu thoát tài. Một cái dấu hiệu minh chứng nói lên chủ nhân của mẫu bàn tay này chắc chắn phải có một lần phá sản, bị thất thoát tiền của một cái số tiền lớn, có thể do đầu tư làm ăn bị thua lỗ nặng, hoặc cho người thân quen vay mượn rồi không lấy lại được cái số tiền đó. Đây là dấu hiệu thoát tài đây. Chắc chắn là sẽ bị mất một lần trong đời. Đấy. Và nếu ta muốn biết nó sẽ rơi vào giai đoạn nào thì ta có thể căn cứ trên đường chỉ sinh đạo. Mọi người thấy không? Trên đường chỉ sinh đạo cũng có một cái đường chỉ thoát tài. Đấy, nó rơi tầm trên dưới năm 30 tuổi. Đấy. Và ở gần cuối đường chỉ sinh đạo cũng có một cái đường chỉ rất dài. Giai đoạn này nó thể trên dưới tầm 47 tuổi. Đấy. Vì thế đây là hai cái mốc rất là quan trọng, không thể chính xác 100% được, nó có thể xê dịch một vài năm. Nhưng mà hai cái mốc này chủ nhân của mẫu bàn tay nếu có xem được video này phải hết sức lưu ý, dễ bị thất thoát tiền của. Vì thế cố gắng phải biết giữ cái đồng tiền của bản thân mình, không nên đầu tư lớn
hoặc không nên ra tiền vào khoảng thời gian đó để đỡ phải bị mất mát. Và chắc hẳn ta sẽ tò mò về tuổi thọ của mẫu bàn tay này. Vậy làm sao để đánh giá để biết được tuổi thọ của họ cao hay thấp? Thứ nhất, ta có thể căn cứ đường chỉ sinh đạo. Đấy. Đường chỉ sinh đạo nó sẽ thể hiện về chất lượng cuộc sống của mẫu bàn tay đó. Đường chỉ sinh đạo của mẫu bàn tay này chạy được một quãng rồi, tới đây bị đứt khúc này, tới đây là mờ dần này. Đấy. Kèm theo cổ tay của mẫu bàn tay này chỉ có một đường chỉ rõ ràng. Đấy. Hai dấu hiệu này ta có thể xét đoán được mẫu bàn tay này chỉ tuổi thọ chỉ xấp xỉ 60 thôi, không được cao cho lắm. Bởi vì chỉ có một vòng cổ tay và đường chỉ sinh đạo cũng khá là mờ, không có đậm và cũng tầm trung, không có dài quá mà cũng không có ngắn quá. Thì ta có thể xét đoán được mẫu bàn tay này tuổi thọ có thể trên dưới 60. Còn tùy nữa, chỉ tay vẫn có thể thay đổi tùy theo họa phước của chủ nhân mẫu bàn tay này. Nếu trong thời gian tới biết làm những việc tốt, việc thiện lành thì đường thọ có thể cao hơn. Còn nếu hay làm việc ác, việc xấu thì cái đường chỉ tay này nó có thể ngắn thêm và cổ tay này nó sẽ biến mất, gần như là không có vòng cổ tay nào cả. Nó sẽ là sự phản ánh, nó như một cái tấm bản đồ để phản ánh cái hành động hiện tại của chính chúng ta trong thời gian hiện tại và tương lai sắp tới. Đại loại là nếu mà làm được việc tốt thì nó sẽ tốt theo, mà làm việc xấu, việc ác thì nó sẽ ác theo, như một tấm gương phản chiếu vậy đấy. Tổng luận lại, đây là một mẫu bàn tay chịu thương, chịu khó, thông minh, có trí tuệ, nhưng mà rồi rút cuộc thì khó có thể đạt được cái sự thành công lớn được, bởi vì tay xuất hiện quá nhiều đường chỉ thoát tài, hay gặp nhiều cản trở, hay gặp nhiều thất bại và ít gặp được những cái sự may mắn, kể cả về tiền bạc lẫn chuyện hôn nhân. Vì thế mẫu bàn tay này cần phải thay đổi cái tính cách của mình ngay, đó là tính nóng tính hay cùn cáu, hơi bảo thủ. Đấy, nó thể hiện ở các vị trí các ngón tay và chính cái nốt ruồi giữa lòng bàn tay đây. Đấy. Nếu thay đổi được cái điều này thì cuộc sống sẽ khá hơn và sẽ hanh thông hơn rất nhiều, bởi vì tính cách nó sẽ quyết định về cuộc đời sau này. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.